Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị nhé. Nào mấy anh em lấy mấy cái lú đem lại đây đặt các bạn. Mấy cái đường nước người ta bơm ra các bạn. Cá sặc cá rô nè. À, đang xả nước ra là nước cá nó dồn xuống đây á. Ở đầu bên đây trước đi. À, mấy anh em cũng mới đặt xuống các bạn. Mấy tiếng đồng hồ à. À, khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ mình thấy cá nhiều quá mình lôi lại đây mình đặt các bạn. Kiếm cá sặc về làm khô. Nheo con hết rồi. Để rồi thôi để đi cái show này thôi mình đựng về. Ôi trời ơi, cái này luôn rồi. Thôi, chuyện này nói. Thấy nục quá trời. Một đầu lú ra là mấy kilo rồi nha các bạn. Phải thấy nó ụt quá nè. Ta xả nước ra, ta bơm nước ra. Bơm nước ra cá nó tuôn xuống luôn. Như này. Thấy công chuyện luôn nè. Trời ơi. Bánh nha. Tôi bình nước cái chốt. Một đầu lú mà ta. Hồi nãy nãy lấy cái thùng bê không kêu hết 3 kg 3 kg không hết đầu lú không 3 kg còn không hết nè không hết 3 kg không hết một đầu lú này chứ không phải là một cái lú nha đầu còn cái đầu bên kia nữa cái là 2 đầu rồi vũ dài đẳng á nhiều lắm đó kìa rồi tới đầu bên đây ôi dữ lắm rồi tới luôn quá ôi ơi cái đó. Trời ơi. Ui ui. Cái hết hồn chứ. Dữ dằn mẹ nha. Rồi cái này cái đầu này còn dữ hơn đầu đó nữa. Dồn nè, mình dồn nè. À, chốt cũng nhấp. Đầy thao luôn rồi. Dữ dằn nha. À. Biết được chưa? Cuối mùa lũ thu hoạch nè. Nhiều sông bơm lắm. Okay, làm nó nheo cá cho nữa bạn. Cái này tới tối thì lại đổ cái nhiêu đây nữa. Nè, xiên luôn. Nước mà càng rút xuống hay càng cá dữ nữa. Càng rút càng nhiều. Thôi giờ nửa thao luôn. Cái lú bụng. Tới luôn. Rồi, cứ luôn bằng nó chi vàng nhóc luôn. Ờ đằng đó cái kia chắc lấy cái thùng đựng quá. Hay là hay đẩy đây đổ vô đây, mình đổ vô thùng. Nhảy á, đổ nữa nhảy á. Bây giờ kìa. Lấy cái thùng qua đi. Lấy cái thùng qua mình đổ cái này vô thùng đi rồi mình lấy cái thao mình đổ cái kia. Rồi đẳng đi đổ vô thùng cái rồi. Rồi nó còn ụt nhen quá trơn kìa ông ơi. Dữ lắm, ụt dữ lắm. Đây đầu nữa nha các bạn. Ôi giời. Ôi này mặt nắng rồi. Này cái sạch kìa. Còn ở trong đó mới nhiều à. Nhiều lâu kìa. Tại cái đó nó gặn cái ống bọng á. Ừ, chỗ đó nó sâu hơn. Mà nó còn nhiều lắm. Ốc có ốc trồng trên gỗ nữa kìa. Ở miếng này mới để rút ốc rồi. Tắt motor đó, mở motor lên cái nó rút xuống là dữ nữa. Còn cái sạch này mình về chịu khó cắt đầu khô, cắt đầu khô ha. Thấy luôn. Ok chưa? Chung. Không tha đâu. Ngoài này cá sặc nhiều hơn. Ở trong cá rô. Trong cá rô không? Theo cái bọng nó chạy xuống người ta bơm nước này. Thấy công chuyện luôn hả? Thấy công chuyện luôn. Oh, oh. Mấy miếng này chắc ngày mai người ta thuốc hết rồi. Mai thuốc rồi. Rồi cái nè. Sớm thấy luôn. Cái gì? Cái gì chưa nổi không? Cá sặc, cái này cá sặc theo nhiều ha. Ừ. Nhiều hơn cá rô. Cá lú hồi nãy thì cá rô nhiều nha. Cái này cá sặc nhiều.
Thôi, nó còn trên ruộng dữ lắm. Không còn trên ruộng. Nước còn nhiều. Nè, đó, một túi. Hết hồn luôn. Đó, nghe nó vô rồi. Tới công chuyện. Còn hai cái nữa đó. Gan kìa. Cái lưỡi cái gầm nhóc chân. Cái sạch với cái linh nữa nè. Linh nhiều lắm nè. Hai cái mười mấy ký cá. Tới luôn. Chiếc cái này qua cái xô đi rồi mình chạy đẳng. Chạy đẳng còn hai cái nữa, hai cái này kia chắc ít hơn này. Hết không? Hết. Cho chú đây hết mới nè. Đâu đâu, đâu thao hay là đâu. Đẩy vô thao đi. Đẩy vô thao có gì đẩy không? Có gì đâu đẩy. Đó. Rồi, hai cái lú. Cái bao á. Đẩy lại cái. Đẩy lại cái mình gỡ dở hai cái nữa về luôn. Ừ. Đẩy lên đây đẩy thẳng đi. Bên đây nó mở cái bao ra. Đã vô khô gò hết rồi. Cho rồi hết. Cho rồi tới giờ hết. Hết. Hết đâu. Nghe rằng bà nó mụn quá chị. Cái gỗ ngon ghê. Ừ. Trời, cái gỗ bự quá nha. Ừ. Không biết nhiêu ký luôn. Cá còn hai cái nữa. Mấy cái nữa? Còn hai cái nữa. Còn đây cái mở cái bao đậy lại cái chú Hùng. Ừ. Rồi rồi mới đắng, không đổ đắng rồi. Đỡ đi. Đây rồi cái bao. Đây còn chuyện bao luôn nè. Đậy rồi. Hết không? Đổ vô cái kia hết không? Cái nào? Cái xô á. Hết. Hết mà, chắc hết mà. Đậy xô đó cũng mười mấy ký á. Thì đổ vô cái xô đó lấy cái thao đi. Hả? Lấy xô. Xô đi đổ nó lắm hả? Rồi vậy đi, để vô đi. Ừ, ở đằng này hai cái nha các bạn. Đằng này chắc không nhiều bằng đằng này. Này cũng có mà tại không có bơm á. Ốc dữ lắm. Ốc dữ lắm giờ mà không có bơm, không có rút nước xuống. Đi vòng đi, vòng qua đất. Hay là lợn ngang đậu cái. Vũ dài luôn. Nhóc cái đơn vậy à? Cái nào cái nấy lúc lúc không à? Có bốn cái lú à? Bốn cái lú đó chục ký cá rồi. Quá lúng rồi. Lúc luôn, tới lên ắt luôn. Này nó hơi sâu hơn, nó chảy yếu hơn một chút. Này cũng yếu đâu, cái đầu nó cũng nhóc chứ. Ồ, đầu ít luôn. Thôi đầu ít chứ, ít xíu đó. Đầu này nó dồn ra lặng. Ôi, cái rô gặt ghi luôn rồi. Quá. Cái sao cái đường mương này nó sâu nè. Cái lúa mà nó không chứ nó lội trên thôi. Chừng nào không bơm, nó bơm nó rút xuống nó giữ. Này mấy cô mà bơm lên cái rồi nó ụt, nó ụt đằng kia. Dữ lắm luôn. Nè. Đằng đó cũng nghe hết trơn kìa. Túc đầu đắng á. Thăng thẳng á. Ờ. Quán này. Lên dưới luôn. Hiểu không? Quá xa. Ngoài đó. Ngoài đó, ngoài cái chỗ cống đó kìa. Quá trời luôn. Ụt dữ dằn luôn. Nước càng bơm càng nó càng xuống. Càng xuống sòng bơm. Dồn xuống mấy cái sòng bơm. Mấy cái lú mình đặt ngoài kinh này kiếm cá lóc. Vô đây cá rô cá sặc. Ta bơm vừa cạn cái là ta thuốc ốc rồi bạn. Thuốc ốc là nó chết hết rồi. Con nào xuống đây được nó xuống, không xuống được nó chết hết.
là sáng này hai xô mấy khoảng hai thao trời ơi, lưới dân kiểu này gỡ gì nổi, bơm xuống cái khỏi gỡ luôn. Sáng á, sáng chưa mình á, không có mình không gỡ mấy ký lô dân ngang nha, dân vậy đó, nước bơm xuống à. Ồ ủa trời, ủa cái gì cái lóc nó vậy phi. Nó bên này ít chút ít gì đâu, ít hơn chút thôi chứ nó còn nheo ở trên ruộng dữ lắm mà. Nhiều lắm. Này bơm rút xuống chút xíu nữa nó mới xuống này. Thôi để bơm nữa, cái này chắc còn một con bơm nữa. Kia nó sẽ xuống ốc rồi kìa. Nó xịt thuốc ốc chết hết uổng. Rất nhiều cá ha. Rất nhiều cá hả? Đầu ngoài cá linh nhiều rồi. Cá gầm. Các bạn coi chừng nào người ta chuẩn bị xạ, Phương sẽ quay cho mọi người xem. Cá nó chết một cá là trắng trên đồng hết luôn. Thuốc ốc xuống là nó lặt hết, không còn con nào hết. Bên đây ngừng bơm là bể cá xuống hết. Bên đây bơm cái cá xuống nhiều lắm ạ. Miếng đất là lớn cá nhiều lắm. Đục dài 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 dài. Giá nước được. Giá nước cũng rất là bự. Khúc. Nửa thùng. Hai cái đằng này bằng cái đằng kia ha. Hai cái này bằng cái đằng kia. Tại bên đây không chịu bơm nè. Bên đây bơm cái nữa là vô tài. Luôn. Không có lúc cửa luôn. Chứ là không bơm mà chạy gì. Thôi. Đằng này cái rô mà. Đằng này cái rô mà. Cái sạch. Rô là cái sạch làm khô. Cái rô làm khô nó hơi chua hơn. Mặn nó lâu hơn. Mặn nó lâu đánh dậy lâu lắm. Cái sạch đánh dậy đánh hai bên nhẹ nó dài. Nó sặc chả ra. Đưa vô cái thao đó trở về mệt rồi nha. Để lên riêng nha. Nhảy gì lắm à. Đó mình cũng cho bớt các bạn. Cá rô ngoài. Rồi mấy người vòng vòng gần đây nè. Ai ăn cứ lại lựa ăn. Còn như đem về làm khô. Rồi, anh em về tới nhà nha mọi người. Rồi. Đó 15 kg nhỉ. Chị dám hơn luôn á. Hơn 15 kg luôn á. Ai thích miền Tây không? Chỉ có 4 cái lú thôi là nhiều cá này nè. Mười mấy ký cá. Trời ơi, cho mấy người vòng vòng cái xóm đó ăn hết rồi các bạn. Là mình, cái đó mà bơm ha, tối mai hoặc sáng mai lại dở ra nhiều đây nữa hơn nữa. Sáng mai đổ rồi, hơn ngày nhiều. Sáng đổ luôn rồi. Sáng cuốn về luôn rồi, mời tôi đút ốc. Sáng đổ rồi, cứ nhắc luôn. Sáng cuốn về luôn. Mời nãy nè. Lựa cá nào ăn được thì bỏ qua. Hay là lựa cá sống. Cái gô nào ăn được mình để riêng bên. Cái gô ăn được để riêng bên thì nó cặp nó riêng bên. Mà cái đường nhỏ cái cây cái nó ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Thao nó nhảy. Dữ lắm cá. Quá trời. Cá sạch nhiều ha. Ơ cá thùng B rồi anh. Cá thùng B đừng nhiều cá rồi. Nhiều quá. Điện mấy gớt cứng cứng cả. Nó rổ anh biết cứng thì thải đìa. Lỡ mấy cái lóc con thải đìa.
rô dừa dừa đó lựa bán rẻ rẻ sớm gần gần đây cũng được đó thôi mày. Mới à? Ừ. Mới nè. Bán giá bèo thôi. Vì mấy ơi mấy ngày rằm này nè, người ta mua cá này người ta bán phóng xanh dữ dằn luôn. Ừ. Nhiều thì bán tới không chị. Không bán gì là không được đâu. Nghe mấy ngày rằm là vô luôn phải không? Vô luôn. Rằm cá phóng xanh này ký 15 ngàn không? Vậy 100 gram 20 ngàn. Không nói chuyện căng căng á. 100 gram 20 ngàn. Căng cho người ta hết. À căng cho người ta. Căng ta ký chắc 2-30 triệu. Còn ngồi ngay ngay chỗ chùa bán thì 100 gram 20 ngàn. Mà có căng đâu. Cái đó là cái đó kêu bằng bọn ác rồi ông nội ơi. lại ngồi chùa đó để đó, mâm đó là bán 100 gram mấy chục ngàn thì cái đó là bọn ác rồi. Bọn ác rồi mọi người. Có con thằng lặng rồi đấy. Thằng lặng lội trong ấy kìa. Mới thấy ở ngoài đó sao nó thích vô đó. Tại nó muốn chết. Cái sạch nhiều quá. Tội lắm. Cái linh cũng nhiều quá. Hơi cắt đầu lặn bụng ít lặn rầm nè đúng rồi cái mầm khô này đặt lọc ớt và tới công chuyện luôn đặt hết vàng lọt luôn chưa hết vàng lọt luôn có chỗ đặt hết vàng lọt sáng thăm sớm đem bán sẵn luôn ha. Ba tư bốn cái lọc bốn cái lũ đỡ này đợi còn chút để làm khô nữa mày cá sặc á cắt ra cái này làm khô rồi cá chốt kìa cá chốt vừa mẻ luôn á vừa mẻ sao tiêu dằn vô mắt luôn. Sáng đổ một cái nữa là lúc luôn. Sáng đổ rồi tới luôn. Sáng đổ rồi giữ thôi này. Đó là rộng rồi, sống hết. Cái rô còn mặn, sang sẵn. Cái linh trong đó cũng nhiều nữa. Ừ. Cái linh là lựa, chịu khó lựa ra được. Cái linh lớn lớn vừa nhúng nấu canh chua nhúng mắm luôn rồi. Cái này thì mấy anh em lựa ra nha mày. Cái nào ăn được thì tôn trọng thì mình để ăn. Cái này rộng lại đặt lọc ớt hoặc là bán cá mồi vậy mà còn bán cá sặc là chắc anh em cắt đầu nặng bụng cái mình phơi khô nha mày thôi video đi đổ lú của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc và xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Hôm nay đột xuất tại đi đẳng thấy cá nhiều quá nó dồn xuống sùng bơm á anh em lấy mấy cái lú lại đẳng đặt cái là mấy tiếng đồng hồ cái là lại đổ liền luôn mà nhiều cá đó mày không có tưởng luôn không tưởng ha. Ừ.